Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một chiếc kính thông minh kết nối Bluetooth có thể nghe gọi và có khả năng chống được ánh sáng xanh. Có các mẫu rất là hiện đại. Con này thì mình lượm trên Shopee, giá là 425.000. Nếu anh em áp mã các kiểu vô thì tầm khoảng 400.000 thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ inbox cho các bạn xem mà chiếc kính này như thế nào nha. Rất là thời trang luôn nha. Cái này thì sẽ có 3 màu. Mình thì thích màu đen cho nên mình lấy màu đen có đi đường được luôn. Ôi, xịn sò luôn, sách hướng dẫn sử dụng. Anh em sẽ có một cái hộp để cái kính. Hình rất xịn. Ồ, chất lượng luôn. Ôi, kính cực kỳ thời trang anh em ạ. Cái phần viền này thì nó hơi dày, bởi vì nó sẽ đặt loa và pin ở phía trong này. Chất liệu sờ thì mình thấy rất là thích tay. Trong này còn kèm theo đó là một cái miếng để các bạn lau kính này. Wow, kính thật sự rất là chất lượng luôn. Ở đây các bạn sẽ có thêm đó là một cái cọng kia cáp sạc. Và con này nó sẽ sử dụng cái chuẩn là vâng, rất tiếc là vẫn là còn USB, micro USB anh em ạ. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng. Một bên là toàn tiếng Trung thôi. Và đây là hàng nội địa Trung Quốc. Đúng là mấy anh Trung Quốc có những cái thiết bị rất là độc lạ và chất lượng thì phải nói là quá hợp lý luôn anh em ạ. Ở phía dưới của kính này anh em sẽ có những cái phím cứng như sau. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái rắc sạc này. Đây cái chỗ để các bạn sạc cho chiếc kính này. Rồi, có một phím cứng duy nhất là cái phím này. Đây là phím nguồn. Anh em sẽ nhấn và giữ. Ở bên phím nguồn sẽ có một con led chỗ này này. Này, nhấn giữ. Khi khởi động nguồn lên thì trong cái phần này nó cũng sẽ phát ra một cái âm thanh báo là cái kính này nó đang hoạt động ở trên phần lo này. Thì lo của chiếc kính này được đặt ở đâu? Thì đây là một cái lo này, đây là một cái lo nữa là hai cái. Bên này chúng ta sẽ có một cái đây và một cái đây. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với cái này. Thì đây mình đã chuẩn bị một cái thiết bị rồi. Leco C8 này, hiện tại thì mình đã kết nối với nó rồi. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết, mình cũng giới được chiếc xe cuối cùng thôi anh em ạ. Và đây là kính sau khi mình đã đeo lên. Cảm giác thật sự các bạn là nó không quá nặng đâu. Nó nhẹ hiệu, nó như một cái chiếc kính bình thường luôn. Số mũi mình khá thấp nhưng mà mình đeo cái này nó vẫn thoải mái. Nó không có bị tuột quá nhiều ở phía dưới này. Đấy. Nên là phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn sử dụng chiếc kính này để đi chơi hay đi dạo ngoại thì hoàn toàn là quá ok. Bởi vì trong nó như một chiếc kính bình thường chứ không phải là một chiếc kính nó thông minh. Nhưng mà thật sự là nó thông minh. Bây giờ thì mình sẽ thử phát lo chơi thử nha. Đây mình đã chuẩn bị và đã kết nối lúc nãy cho các bạn xem rồi. Bây giờ thay vì mình bấm ở đây thì mình sẽ không bấm. Mình sẽ bấm ở phần trên này. Trên này nó sẽ có một nút ở trên này các bạn bấm nha. Đấy, từ từ. Sẽ bấm hết ăn rồi. Đây, hiện tại là dừng rồi này. Tiếp này. Đó, bấm một lần là để dừng và bấm hai lần để là voice, có nghĩa là sử dụng trợ lý ảo ấy. Nếu mà anh em sử dụng Android thì dễ hơn. Đây, hiện tại mình đã bấm hai lần thì nó sẽ ra một cái voi như thế này. Thì mình cũng biết cái voi này là có cái gì luôn. Nhưng mà có lẽ là của iPhone nó như vậy đây mà còn của Android nó sẽ khác đó. À, thử xem nào. Play music. Cái phần voi này thì mình cũng chưa có thấy kỳ sao anh em ạ. Nhưng mà nó cái phần âm nhạc của nó nghe rất là ổn nha. Bát chép, nói chung là mọi thứ làm rất ổn, rất ok, không có gì phải chơi với một con kính như thế này. Và đặc biệt là kính rất thời trang, nhìn rất là cool ngầu anh em mà đẹp dã man. Anh em sử dụng kính này đi du lịch thì phải thực sự là quá là ok luôn. Kính này thì cho nam, cho nữ đều đeo được hết nha. Nó sẽ có được thêm hai màu nữa, đó là kính trong và thêm một cái là kính mát theo kiểu màu cam hay gì á. Đấy, rất là đẹp nhưng mà thích màu đen hơn, đi nắng nó thoải mái. Và nhắc tới nắng thì sau khi mình đeo chiếc kính này lên ấy, thì phải nói với các bạn là nó nhẹ con mắt mình đi rất nhiều. Bởi vì con này nó có khả năng chống được ánh sáng xanh luôn. Các bạn có thể nhìn trong cái mắt kính này mình không? là ở phía sau, ở phía trước mặt của mình đó là bàn và rất là nhiều đèn, và đèn của mình toàn là sử dụng ánh sáng xanh thôi, và nó rất là mỏi mắt nha. Và mình đeo cái này vô thì mình thấy là nó giảm đi cái tình trạng mỏi mắt rất nhiều. Và anh em nào muốn mua sản phẩm này thì có thể truy cập vào liên kết ở trong phần mô tả video. Mình mua trên Shopee á, tầm khoảng 400.000 thôi, đẹp dã man. Tạm biệt các bạn.